Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và đặc biệt thì sáng ngày hôm nay thì cô Sáu cùng với cô Bún Bò cũng đã có mặt tại Hoa Viên để mà thắp hương cho cố nghệ sĩ nha cô chú anh chị ha. Và giống như là dạo này là cái cô bán bún bò này là giống như là thương hiệu đại diện cho mẹ con của cô Sáu vậy đó. Mẹ con cô Sáu không phát biểu mà toàn là cô bán bún bò này phát biểu không à. Và sáng ngày hôm nay trước mộ của cái người đã khuất thì cái cô bán bún bò này lại tiếp tục lên tiếng và nói những gì, thì Tiến xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ cùng nghe. Và đặc biệt thì ngày hôm nay Tiến có một số những cái bằng chứng chứng tỏ rằng cái sự lươn lẹo của con cô Sáu nhờ ngày hôm qua mà xuất hiện cái lời, cái bản mà cái lời tự khai của cô cháu gái trên tòa, thì chúng ta biết rằng là thật sự cái cô cháu gái này đang dối lừa, một cú lừa quá lớn đối với những cái người mà cộng đồng mạng, cũng giống như là lừa luôn những cái người mà đang yêu quý cái cô gái này, đang bảo vệ cho cô gái này. Thật sự ra tới giờ đây mọi chuyện đã rõ rồi. Nếu mà coi vào những cái thông tin này mà những người đó không rõ nữa là, một là họ nhận những một số những cái quyền lợi, hai á họ nằm trong cái nhóm lợi ích, ba là họ không được tỉnh táo nữa nên họ mới theo ủng hộ có cái sự việc này thôi. Đó thì Tiến xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ cùng nghe cô bán bún bò nói nha cô chú anh chị. Vì lý do là bản quyền nên em chỉ cho cô chú anh chị nghe âm thanh thôi, còn hình ảnh thì nó cũng là hình của cô bán bò nói thôi nha cô chú anh chị. Nhưng bây giờ đó thì quý vị cũng đã nghe đúng không? Đã nghe rất là rõ ràng. Thì em nói như thế này nè. Đầu tiên á, trước ngôi mộ của người đã khuất á, thì phải nói cái sự thật. Trái cây á, thì quý vị hãy xem lại cái video trước kia, thì quý vị thấy trái cây là của một chú đem về nhà. Còn những cái đồ ăn giống như là xôi, rồi nào là hộp dịch, rồi nào là tôm, rồi nào thịt luộc và một số những đồ khác á, thì cái anh áo xanh ảnh đem ảnh để ra gần cái sọt rác, ảnh để gần sọt rác, sự có ai lấy thì có thể lấy về để mà ăn, còn không ai lấy thì Hoa Viên sẽ xử lý, chứ không có mà đem quăng như sọt rác nha cô chú chị ha, đem để gần cái sọt rác. Còn trái cây á thì có người lấy về rồi. Nhưng mà hỏi tại sao người ta làm vậy? Tại vì tất cả mọi người á, người ta xuống Hoa Viên người ta cúng cho chú những cái đồ ăn, những cái đồ chú thích. Còn khi mà gia đình tự nhận xuống đây cúng, cúng thịt luộc, cúng hộp dịch, rồi cúng tôm, rồi muối gạo, rồi hỏi ai không bức xúc cô chú anh chị, giống như cúng cô hồn vậy đó. Đó, mà người ta cũng để cho cúng, cúng xong rồi người ta mới dẹp qua bên để cho những người khác người ta cúng nữa, chứ đâu phải là cúng xong rồi để nó hoài đâu. Quý vị có xuống Hoa Viên quý vị cũng biết mà, cái lượng mà người mà xuống viếng chú á ngày nào cũng có, và ai xuống cũng là đem cái này để cái kia, thì để dọn cái này để cho người khác người ta cúng, người ta cúng cái khác nữa đúng không? Có những cái đồ ăn cho đó thì ta thấy trân quý, người ta
Giả sử như á, đem ra thì mọi người cùng ăn à, những người những anh chị những e những bạn trong hội viên á thì bạn ăn chút coi như hưởng lộc của chú, nhưng mà những cái đồ mà cô Sáu đem xuống á thì hỏi xem ai dám hưởng lộc bây giờ, đúng không? Cũng như vậy, ai dám hưởng lộc bây giờ, cũng như người đã khuất mà con gà nó còn quay ngược cái đầu xuống dưới mặt để cúng cho được à, xôi thì quý vị thấy đó à, một cục như vậy, rồi nào là đồ cúng tam sơn á, thì thấy rằng nó như vậy là có tốt cho người đã khuất hay không, mà ai dám ăn không đó thì người ta dọn ra ngoài thôi à, nhưng mà thật sự những cái điều này á đáng lẽ là cô Sáu là cô cháu gái người ta xuống người ta khóc người ta nói, còn bà bán bò giống như là bà bị hại vậy cô chú anh chị à, bà bán bò giống như là bà có quyền lợi trong cái câu chuyện này, bà cũng là cái người mà đi tranh giành tài sản rồi bà có quyền lợi bị Hồng Loan không cho tài sản hay gì á, chỉ có không cho là à, để xe bán bún bò trước nhà thôi mà vậy đó cô chú anh chị. Và một cái điều đặc biệt nữa thì cái cô bán bún bò này cũng nằm trong tên của 11 người mà bị Hồng Loan kêu ghéo lên là hãy sao kê. Ủa nếu mà mình không có thì mình chạy đi sao kê đi, đúng không? À, cả cô bán bún bò nó cũng có nữa, thì nếu mà mình không có thì mình chạy đi sao kê. Mà em nghĩ rằng cô bán bò này thì sao kê còn đơn giản hơn những người kia nữa, đúng không? À, chừng khi là mình có tật rụt rịch thôi. Vậy tại sao số tiền nó lên tới bao nhiêu mà tại tới cái cô bán bún bò này cậu cũng không có chịu sao kê của chú anh chị. Đây là một con số mà chúng ta đang chờ cái lời giải đáp nha. Thì hôm qua là ngày cuối cùng rồi, thì Hồng Loan và phía luật sư cũng giống như những người đang giúp cho Hồng Loan lọc bớt những cái tin à, cũng giống như xác nhận những cái thông tin, những cái tài khoản chuyển tiền. Thì bây giờ phải làm cách thủ công thôi, nó không đúng 100%, nhưng mà nó chỉ cần đúng 60-70% thôi thì mẹ con cô Sáu cũng toan và những người này cũng toan thôi cô chú anh chị à, thì hãy chờ xem đi. Em nghe nói cái số giờ là khủng lắm rồi, lên tới 11 số rồi cô chú anh chị ơi. À, thì có một bạn chia sẻ về cái bức hình này nè. Quý vị thấy những người trong hình này, ngoài những cái người mà Hồng Loan nêu tên ra, thì tất cả những người còn lại họ đều binh vực, họ đều bảo vệ Hồng Loan hết. Trong khi Hồng Loan có gì? Hồng Loan là một cái cô con gái mà không có tiền, không biết ăn nói, rồi không làm nghệ thuật, rồi không quen biết nhiều. Thì những người khác tại sao không ủng hộ mẹ con của Sáu mà lấy đi ủng hộ Hồng Loan, mà nói Hồng Loan có tiền để mà cho á, thì tiền ở đâu ra? Nhà thì chưa bán nè à, nếu mà nhà giả sử như Hồng Loan có tiền thì phải bán nhà bán đất mới gọi là có tiền, mà nhà đó thì đã làm nhà từ đường rồi không bán, đất thì chưa bán được nha, vậy tiền đâu ra? Chỉ có giống như là một cái rỗng thôi à, rỗng thôi, trong nhà cũng không có gì nữa, không có đồ đạc, tại vì đồ đạc thì cô trợ lý cô dọn đi hết rồi. Thì tại sao mọi người ủng hộ có hai điều mà em luôn nhắc trong những video nè. Thứ nhất là công khai minh bạch sao kê cái tiền mà đám tang Hồng Loan nói đúng, để Hồng Loan để trả chứ Hồng Loan nó bắt những người này trả đâu. Cái thứ hai ở đây là cái việc mà ba người ta mất con người ta thừa kế là cái điều mà thiên kinh địa lý từ xưa tới giờ, địa nghĩa từ xưa tới giờ rồi, không ai chối bỏ cái việc đó hết, mà tự nhiên hôm nay lại có một cái vấn đề xảy ra nên người ta khá là bức xúc, đúng không? Đó. Vì thấy mặc đồ là cũng phân biệt rõ ràng đúng không? Đây là con nè, bên đây là cháu và những người thân thôi, đây mới gọi là gia đình nè. Đó. Những người kia thì gọi là gia đình, bắt người ta phải mang ơn 37 năm và lúc nào cũng đổ thừa là tại do Hồng Loan là cái người lên mộ để mà nói ra những cái chuyện này, đem ra truyền thông trước, hại gia đình, vùi lấp gia đình. Vậy cái sự thật nó như thế nào? Thì chúng ta hãy liệt kê lại tất cả những cái thời gian thì chúng ta sẽ thấy được là đây có phải là Hồng Loan làm hay là đã có một ý đồ trước hay không. Thì trước khi vào câu chuyện thì bạn Ngà Nguyễn này bạn cũng có bình luận như thế này: con hay cháu nó khác nhau ở vành khăn đó ve, cháu ruột cũng không bằng con nuôi đâu, nhìn thằng ít ô với Vũ Luân à, bình tinh con nuôi chú kìa chú à, chứ Hồng Loan là con hợp pháp nó còn hơn cơ bản đó ve, vành khăn ve đại trà quá à, nói chung là cái này là một cách khách quan thôi ha à. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần chính, đó là bạn cảm ơn bạn Lộc Vườn Cây đã thống kê lại tất cả những cái thời gian, thì thời gian này có đúng hay sai á, thì quý vị khán giả có thể dò lại dễ kiểm tra lắm cô chú anh chị. Đây tất cả những cái thời gian mà xảy ra cái drama này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điều gì tại ở đây bây giờ cô chú anh chị. Đây để em để xích qua đây cho cô chú anh chị dễ xem nè. À, rồi bây giờ quý vị nhìn ở đây vậy nha, ai là người bắn phát súng đầu tiên? A. Các sự kiện xảy ra công khai không phân tích mà chỉ đưa ra thông tin trước ngày 7 tháng 3, lúc này chưa có chuyện gì xảy ra cả, nếu có gì xảy ra trong đầu mọi người liên quan à, còn về sự kiện công khai là không có, đúng không?
trước ngày 7 tháng 3 thì chúng ta thấy hoàn toàn là không có một cái thông tin nào xảy ra. Chỉ có những cái thông tin là tự nhiên báo chí là đưa những cái thông tin là cố nghệ sĩ là vào lúc cuối đời là thương mến một cái cô nào đó không được, cái là rượu chè cờ bạc này kia tới mà tán gia tài sản đó, sống cô độc đó cô chú anh chị. Đó là chỉ có những cái bài báo đã được viết trước ngày 7 tháng 3. Vậy sau ngày 7 tháng 3 là những sự kiện gì đây? Nhưng có thể đã có người nạp đạn sẵn. Cái hình cái này mình sẽ nói ở phần B. Quý vị coi mốc thời gian nha, chúng ta sẽ thấy được là ai là người đúng, ai là người sai nha. Cái này có kiểm tra rất là dễ. Những người mà đang bảo vệ cho cô cháu gái á thì hãy sáng mắt lên và chúng ta nhìn vào mốc thời gian này. Chúng ta đi kiểm tra xem cái người mình bảo vệ có xứng đáng hay không nha. Và những lời họ nói có đúng hay không, hay là mình bị họ dắt mũi. Đó, nè, ngày 7 tháng 3, HB gặp truyền thông tại đám tang ở số 5 đoạn thời điểm nói Hồng Loan là con nuôi. Điều này đúng không? Sự thật và rất là nhiều báo chí ngày hôm đó và video đã quay lại. Cái này kiểm chứng được nè. Ngày 14 tháng 3, Hồng Loan đi chích lục khai sinh. Thì cái này đã được công khai trong cái tờ giấy khai sinh của Hồng Loan. À, cũng thể kiểm chứng được đúng không cô chú chị nha. Chúng ta nhớ một thời gian nha, là 7 ngày sau đó, ngày 27 tháng 3 họp gia đình là 21 ngày đó, mọi người đều ghi âm công khai, không phải ghi âm lén nha, là quý vị thấy có rất là nhiều bản ghi âm đó, đều là công khai hết. Tại cuộc họp nội dung tóm tắt, HL muốn cô Sáu ở chung nhưng gia đình cô nhân gia đình HB rời đi bán đất Thủ Đức để mua nhà cho mẹ con cô Sáu và chia vốn làm ăn cho Mỹ, Bùm và các cháu khác của chú Vũ Linh. Cái này trong đội game đã nói rất rõ đúng không? Cô Sáu muốn HL và HB đồng sở hữu số 5 đầu thời điểm, đồng thời con cháu vào ở nhưng phải có sự đồng ý của cô Sáu. Cô Sáu nói tài sản của chú Vũ Linh để lại là cho anh em và con cháu. Đó, quý vị nghe rõ ha. Bình Tinh đưa ra thông tin ở trong bệnh viện chú Phụ Linh nói sẽ giao hết cho Bình Tinh quản lý nhưng Bình Tinh từ chối. Bình Tinh nhiều lần khuyên chú Phụ Linh làm di chúc nhưng chú Phụ Linh không làm. HB nói chú Phụ Linh di nguyện là giao cho HB là cái di chúc miệng đó cô chú anh chị. Chú Bảy nói chú Phụ Linh nói cho cả hai là HB và HL nè, thì không ai làm chứng. Cuộc họp kết thúc không đưa ra được kết luận, nhưng theo băng ghi âm, hồ sơ giấy tờ cô Sáu hỏi, giấy tờ ba con đưa con đâu? Hồng Loan trả lời, con cắt rồi. Ha, cái câu này nghe rất là rõ ha. Tuy rất là nhiều đoạn ghi âm, nhưng mà đoạn ghi âm nào cũng có cái này hết nè. Đó. Chắc là có thể họ quên cắt khúc này nha cô chú anh chị ha. À, và sau này quý vị thấy rằng là thì cô Sáu lật lọng là cô Sáu lên mạng, cô Sáu nói rằng là Hồng Loan là cái người mà đi ăn lén lút để mở lấy giấy tờ đi. Nếu mà Hồng Loan mở giấy tờ đi, sao cô Sáu hỏi là giấy tờ ba con đưa con đâu, đúng không? Chứng tỏ rằng là cô Sáu đang nói dối. Nói dối là sao? Cô Sáu biết rằng là giấy tờ nhà là Vũ Linh đưa cho Hồng Loan, chứ không phải là Hồng Loan lén lúc lấy. Vì muốn tranh giành tài sản nên cô Sáu đã nói như vậy. Và nó rất trùng như thế này nè. Tại sao em không tin lời cô Sáu? Tại vì chỉ có chú Vũ Linh đưa giấy tờ cho Hồng Loan thì Hồng Loan mới làm giấy tờ thừa kế tài sản nhanh như vậy. Tại vì chú đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ chú đưa thì Hồng Loan mới làm nhanh như vậy. Và thực chất ra là trong đó chú cũng phải chuẩn bị một số viên giấy tờ thì Hồng Loan mới làm được như vậy. Chứ Hồng Loan mà khơi khơi mở tủ ra biết gì đi làm và có nhanh được như vậy hay không, đúng không cô chú anh chị? Đó, nó rất là đúng với cái việc mà chú giao giấy tờ với việc mà Hồng Loan làm nhanh như vậy. À, thì những anh chị nào làm giấy tờ nhiều thì chắc sẽ hiểu vấn đề này nhiều hơn em, đúng không? Đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Đây, ngày 7 tháng 4 Hồng Loan đi khai nhận di sản thừa kế. Đó, tức là sau cái cuộc họp này nè cô chú anh chị. Thì tại sao nhiều người nói là phải đi khai nhận tài sản thừa kế sớm như vậy? Sớm gì nữa, một tháng rồi sớm gì nữa cô chú anh chị. Gặp mình, gặp anh chị, cô chú anh chị giống như trong gia đình đó, mà không có tranh giành tài sản đây thì cái thời gian này đi khai nhận di sản thừa kế là cái chuyện rất là bình thường, đúng không? Đó. Và nói chi là cái trong cái cuộc họp 21 ngày ngày 27 nè, ngày 27 tháng 3 nè, thì cô Sáu đòi đồng sở hữu. Thì hỏi cô chú anh chị, còn anh chị anh nghĩ có phải là mình phải cần phải đi
khai nhận sớm để dứt khoát cái việc mà đòi đồng sở hữu hay không, đó là điều tất nhiên rồi. Đó. Em nghĩ là trong hoàn cảnh này á, bất kỳ người nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ đi làm như Hồng Loan hết. Hồng Loan làm như vậy nhiều khi còn chậm đó, đúng không? Nè, chúng ta khúc này mới quan trọng nè. À, ngày 3 tháng 5, HB lập vi bằng cho clip chú nói chuyện với DJ, à, là biết ai ha. HB ngày 13 tháng 1 năm 2021, ngày 5 tháng 5 ra vi bằng. À, cũng là ngày 3 tháng 5 này nha. Quý vị nhớ nha. À, trước cái ngày 20 á, là trong gia đình thì không có cãi nhau, cũng không có đưa nhau lên mạng, cũng không có một cái gì đó trơn nha cô chú anh chị ha. Nhớ giùm em cái một cái yếu tố như vậy nha. Mà ngày 3 tháng 5 nè, à, là HB đã lập vi bằng rồi. À, cô Sáu đã đi kiện rồi. Vậy là cô Sáu nói cô Sáu bức, trong cái tờ khai mà tại tòa cô Sáu nói cô Sáu bức xúc, cô cháu gái đó, cô cháu gái bức xúc. Và cô HB trong cái buổi họp báo ngày 16 tháng 6 á, thì cũng nói rằng là bức xúc vì Hồng Loan là đuổi mẹ con cô Sáu ra khỏi nhà. Quý vị nhớ mốc thời gian nha. Ngày 3 này là ngày 3 tháng 5. Ngày 16 tháng 6, ngày 20 tháng 5 á, thì Hồng Loan mới lên mộ. Đó, vậy mà ngày 16 tháng 6 á, thì cô cháu gái họp báo nói rằng là bức xúc vì Hồng Loan đuổi ra khỏi nhà nên mới làm đơn kiện, và cô cháu gái nói không biết gì đâu. Trong khi ngày 3 tháng 5 là 17 ngày sau mới có sự kiện Hồng Loan là lên mộ để mà nói ra sự thật. Thì không lẽ cô cháu gái biết trước được là 17 ngày sau là Hồng Loan sẽ lên mộ nên bức xúc trước hả cô chú anh chị, đúng không? Nè, chứng cứ rõ ràng, này giấy tờ này, ngày 3 năm đã lập vi bằng rồi, tại sao lại trong cái cuộc họp báo nói rằng ồ tôi không biết gì hết trơn, tại vì tôi bức xúc, mẹ tôi cũng bức xúc vì mới đi kiện Hồng Loan. Ủa, cô Sáu cũng biết rằng 17 ngày sau cô Sáu sẽ bức xúc sao, đúng không? À, cái này là một cái điều mà thấy lấn cấn nha quý vị, không, cái này chúng ta phải rõ ra nè. À, rồi tiếp tục nha cô chú anh chị. Đầu tháng 5 sau lễ 49 ngày, Hồng Loan yêu cầu mẹ con cô Sáu về đi, là đầu tháng 5 nha cô chú anh chị ha, là yêu cầu mẹ con cô Sáu đi, nhưng mà mẹ con cô Sáu nói chưa đi. Trong cuộc họp báo là mẹ con cô Sáu nói rằng là Hồng Loan cho trong vòng chỉ có 3 ngày thôi, làm gì mà mẹ con cô Sáu kiếm nhà kịp ha, à, nên không dọn đồ kịp. À, tiếp tục này nha cô chú anh chị, quý vị nhớ nha, đầu tháng 5 là Hồng Loan đã nói rồi, ngày 20 tháng 5 là 17 ngày sau nha, Hồng Loan mới lên Hoa Viên nói về BH, ngôi mộ chưa xây xong, vấn đề con nuôi con ruột. Cùng ngày cô Sáu nộp đơn kiện điều chỉnh bổ sung. Đó. Thì về thế đi, cô Sáu đã kiện trước đó rồi. Ngày 20 tháng 5 á, thì cô Sáu mới nộp cái đơn kiện điều chỉnh bổ sung thêm một số những cái nữa. Đó, thì gọi là bức xúc cái gì, đúng không? Ngày 19 vẫn chưa gọi là bức xúc, tại vì Hồng Loan đâu có làm gì đâu bức xúc. Ngày 20 mới bức xúc này mới hợp lý này, đúng không? Nhưng mà ngày 3 họ đã làm rồi, vậy họ bức xúc trước 17 ngày sau sao, đúng không? Ngày 25 tháng 5 nè, à, Hồng Loan mới mời cái cô trợ lý ra khỏi nhà, và cô trợ lý đã dọn hết tất cả những cái đồ đạc, nói rằng là đồ đạc là mình mua, cả chai nước mắm, nước tương hay là cái máy lạnh gì cũng dọn đi hết. Em nói thật sự, nếu là cô chú anh chị nha, có cho một cái người trợ lý mà dọn đồ ra khỏi nhà mình vậy không, đúng không? Chứng tỏ Hồng Loan quá hiền, vì họ ăn hiếp tới nỗi mà đồ đạc họ lấy đi dễ như vậy nữa, thì họ tưởng chừng ăn chắc Hồng Loan là chuyện bình thường rồi, đúng không? À, rồi ngày 31 tháng 5 nha cô chú chị ha, 31 tháng 5 Hồng Loan thay ổ khóa, mẹ con cô Sáu không vào được, thì mới xuất hiện cái đoạn video mà cô Sáu là nhục mạ Hồng Loan như thế nào đó. Hiểu vậy thấy đi nè. À, ngày 20 tháng 5 thì Hồng Loan mới kêu mẹ con Sáu ra khỏi nhà, đó là 10 ngày sau thì Hồng Loan mới thay ổ khóa và mẹ con cô Sáu mới không vào được. Trên cô cháu gái đó, thì trong họp báo nó chỉ trong vòng 3 ngày, đó là sai sự thật một cái nữa nha cô chú anh chị ha. À, rồi bắt đầu nè, bắt đầu có 5 lá đơn tố cáo ra công an nhưng không gõ ngày cụ thể. Cái này mà biết ngày cụ thể là càng vui nữa nè, trước hay sau cái vụ việc này nữa nè. Mà em mới bị thấy không, vừa ra khỏi nhà thôi là đã có 5 lá đơn rồi. Nếu mà thật sự ra để mà kiếm mà cái mà để mà kiện Hồng Loan á, rất là khó. Chỉ có khi mà chuẩn bị trước thôi cô chú anh chị, đúng không? Theo em nghĩ là như vậy đó. Thì chúng ta chờ nha, mai mốt biết đâu là mai mốt đều biết được cái ngày mà cô Sáu gửi đơn
nữa là càng hết hồn nữa đó. À, ngày 5 tháng 6, tòa thụ lý hồ sơ kiện của cô Sáu và chú Bảy. Ngày 16 tháng 6, HB họp báo. Nhờ cái buổi họp báo này mới ra nhiều cái nè cô chú anh chị. Thứ nhất á, tưởng đâu là minh bạch rõ ràng, ngờ đâu đưa lên một đống những cái giấy tờ mà không minh bạch, càng không minh bạch nữa. Và đặc biệt thì trong đó hết nó lại lòi ra cái câu chuyện là cô cháu Sáu, cô cháu gái chối là tất cả mọi thứ là do mẹ mình làm. À, mình không biết gì trơn á, nhưng mà ngày 3 tháng 5 á là do mẹ bức xúc ngày 20 20 tháng 5 Hồng Loan lên mộ nộp đơn ở quên mà Hồng Loan lên mộ nói về vấn đề BH rồi những vấn đề khác nên mẹ bức xúc mới gửi đơn kiện, nhưng mà đâu ngờ rằng là ngày 3 tháng 5 đã gửi rồi trước khi mà Hồng Loan lên mộ lần. Mà cũng vô tình nói ra cái vụ việc là Hồng Loan quỳ xuống để mà xin cô Sáu cho đem ba mình về. Thì vậy thấy đi, một cái người con mà phải quỳ xuống thì chứng tỏ rằng là Hồng Loan cũng không có chú trọng cân gì trong cái gia đình hết trơn á, không có kg nào trong gia đình hết. Mọi chuyện cô Sáu này phải quyết định rồi. Vậy nói rằng cô nói rằng Hồng Loan là tinh ranh hay là tranh giành tài sản này kia thì có được hay không, có đúng hay không? À, nhờ vậy mà chúng ta mới biết được cái tình thương của Hồng Loan dành cho ba. Em nói thật sự qua một cái chi tiết này thôi, nhờ thật sự phải cảm ơn là cô cháu gái này đã họp báo. Vì sao cô cháu gái này họp báo? Vì muốn nâng cao cái địa vị của mẹ mình mà nói cái việc này thì người ta mới biết được cái tình thương của Hồng Loan dành cho ba mình. Em nói thật sự Hồng Loan không phải là diễn viên, Hồng Loan đâu đi diễn. Bởi vì thấy mặt Hồng Loan có diễn hay không, đó là cảm xúc thật. Bởi vì đi, để cho một cái người con á mà muốn đưa ba mình về mà phải quỳ xuống để mà xin lỗi, để mà xin cô Sáu cho được đưa ba mình về, thì em hỏi rằng là người con đó có thương ba và bỏ ra cái danh dự, bỏ ra cả cái sự mà danh nhục của bản thân mình để mà quỳ xuống một cái người cô thôi, một người cô thôi, trong khi đó mình được quyền mà, nhưng mà phải quỳ xuống là để mà xin cho đem ba mình về, thì quý vị thấy rõ nè là cái người đó phải thương ba cái nào mới bỏ qua vinh nhục cá nhân được để mà chấp nhận, để mà quỳ xuống một người lạ để xin về. Bởi vì thấy đoạn video clip không, lúc mà đưa chú ra thì Hồng Loan lúc nào cũng nói là ba về với con nha, còn những người kia thì im lặng. Hồng Loan khóc, từ đó khóc xuống. Mà cái đoạn này là đoạn vô tình của một cái người đang ở trong bệnh viện không quay lại thôi, chứ không phải là Hồng Loan có ekip quay lại, đúng không? Và cái sự việc mà Hồng Loan quỳ xuống á cũng không có được, cũng giống như là nếu mà cô cháu gái không nói á thì cũng không ai biết nữa, đúng không cô chú anh chị? Cái này là sự vô tình, em nghĩ là một cái điều là linh thiêng á, khiến cho họ phải nói ra. Chứ Hồng Loan quỳ xuống thì chắc chắn là giờ cô cháu gái nói thôi, okay, không nói thì cũng không ai biết. Mà Hồng Loan nói á thì chưa chắc gì mọi người đã tin, đúng không? Chỉ có khi cô cháu gái này nói á thì mọi người mới tin nó. Phải gì thấy ghê. Ngày 22 tháng 7, ngày 18 tháng 6 này Hồng Loan họp báo thì chắc bạn ghi nhầm mà cô chú anh chị. Ngày 22 tháng 7 tòa mời phía cô Sáu lên. Ngày 16 tháng 8, Ni, người phát ngôn của Hồng Loan, công bố thông tin phía cô Sáu, chú Bảy yêu cầu sở hữu mọi tài sản trừ phần di chúc miệng. À, là HB là căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, mua ô tô cho HB, Hồng Loan thì không được hưởng gì từ tài sản. À, nhờ ngày 18 tháng 6 nè, trước đây á, chúng ta chỉ biết rằng á, là cô Sáu đòi đồng sở hữu là sao? Là nói tài sản đó, tất cả những tài sản là của cô cháu gái, cô cháu gái và Hồng Loan sẽ là đứng tên trong cái ngôi nhà, và đất thì cũng vậy luôn, có chú Bảy, cô Sáu này kia đồng sở hữu thì Hồng Loan còn được chút ít nha cô chú chị ha, rồi gọi là đồng sở hữu. Nhưng mà 16 tháng 8 thì người ta mới phát hiện và bỡ ngỡ ra rằng là trong cái lá đơn của cô Sáu á thì căn nhà là phải do cô HB là sở hữu, còn miếng đất đó là phải bán ra mua cho một chiếc ô tô cho cô cháu gái, xong còn lại thì của cô Sáu và chú Bảy chia ra. Hồng Loan thì không được 1.000 nào hết. À, ghê nha cô chú anh chị ha. À, bởi vì sự thật càng ngày càng thấy rõ. Ngày 24 tháng 8 nè, trò trả kết quả trích lục hồ sơ Hồng Loan là con nuôi hợp pháp trên giấy tờ và giấy khai sinh hoàn toàn hợp lệ đó. Thì từ lúc này nè, lúc mà đó trả nè, bây giờ chúng ta chỉ nói thôi, giờ chúng ta không chỉ tranh giành cái việc mà con nuôi con ruộng nữa. Nói giờ là Hồng Loan là đứa con hợp pháp, vậy Hồng Loan là đứa con hợp pháp rồi cô Sáu kiện cái gì, thắng cái gì? Nhiều người bây giờ vẫn mở miệng ra nói à chờ tới pháp luật phán quyết đi, thì thật sự đúng là chờ pháp luật phán quyết, nhưng mà bây giờ Hồng Loan là con rồi thì hưởng tài sản của ba tại đây lại rồi, bây giờ còn kiện tùng cái gì nữa?
chỉ là chờ cái sự phán quyết thôi. Mà Hồng Loan đã nộp giấy yêu cầu là tòa án hủy cái đơn kiện của cô Sáu rồi, đúng không? Nên thì chắc chắn rằng là sẽ có thể nhiều phần đông là sẽ hủy đó, tại vì không chứng minh được Hồng Loan là, chừng khi mà chứng minh Hồng Loan không phải là con hợp pháp và giấy khai sinh đó, giấy khai sinh giả đó. Mà vì đi đi hưởng tài sản mà hơn cả 100 tỷ thì người ta đi, người ta soi, người ta xét, người ta kiểm tra như thế nào, đúng không? Nhiều người bây giờ mở miệng nói Hồng Loan sử dụng giấy khai sinh giả. Thử thử quý vị khán giả đi ra nhìn những cái người đó, thử đi ra làm một tờ giấy khai sinh giả xong rồi đi hưởng tài sản không? Có dễ hay không, đúng không? Trời ơi, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó đó. Hãy tỉnh lại giùm em cái, đúng không? Nè, mà nói tôi bỏ qua mốc 6 tháng 3 làm giấy chứng tử cho chú 5 tháng 3 chú mất, vì đây là điều kiện bắt buộc phải làm để chôn các chú. Mà vậy họ có bắt bẻ nè, họ nói tại sao đi làm cái giấy chứng tử cho chú sớm vậy? Ủa, không làm giấy chứng tử làm sao mà xin được cái việc mà tổ chức tang lễ, sao làm đám tang cho chú, đúng không cô chú anh chị? Nó không, nhà có tang thì quý vị cũng phải có giấy chứng tử để chứng minh cho cơ quan chức năng đấy. À, hôm nay nhà có tang để giả sử như đại tiệc hay gì lắng ra lề đường á, chút xíu người ta không có phạt, người ta ưu tiên cho một chút, đúng không? Vậy mà cũng nói được nè, không có thì không ai cho tổ chức chôn cất đám tang, không thể đưa yếu tố này vào tranh chấp như một hành động có ý đồ của các bên, dù ai làm, ai đi làm thủ tục cũng thế. Tôi bỏ qua cuộc họp có HB, Hồng Loan và cô Sáu trong nhà vì không rõ sau hay trước cuộc họp gia đình. Trong cuộc họp này nhắc tới căn nhà từ đường tại Nguyễn Kiệm, Gò Vấp bị cô Sáu làm mất. B, ai là người nạp đạn sẵn? Thưa quý vị nhìn thấy vô đây là quý vị thấy rồi, chính là mẹ con cô Sáu đã là người nộp đạn sẵn, và Hồng Loan chỉ giống như là tấm bia để họ đứng ra họ bắn từng phát thôi, đúng không cô chú anh chị? Mà bây giờ họ lên họ nói rằng là Hồng Loan là cái người mà đem chuyện gia đình lên truyền thông, Hồng Loan là cái người vùi dập gia đình, trong khi Hồng Loan tới bây giờ vẫn là dạng như là tấm bia để phản lại thôi, để đỡ những cái viên đạn này thôi, đúng không? Nhờ nhìn lại mọi chuyện đã thấy sự nạp đạn sẵn mốc 7 tháng 3 chỉ là mốc khai phát súng đầu tiên cho mọi chuyện sẽ nói ở phần sau. Bà con chịu khó bình luận lại cho em phải xóa bài trước vì thông tin không đúng một số chỗ. À, thì cái này quý vị, cái này là 18 tháng 6 nào Hồng Loan họp báo thì chúng ta mới thấy được là nói về cái vụ việc là cô Sáu là đối xử với con cháu như thế nào và cái nhà từ đường như thế nào. Rất là rõ ha. Quý vị thấy trừ từ trên xuống dưới thì Hồng Loan gọi là nạp đạn, hoặc Hồng Loan là đem người nhà lên truyền thông, hay là Hồng Loan tranh giành tài sản ở điểm nào, em thấy không có điểm nào hết trơn á đó. Thì không biết là cô chú anh chị nghĩ sao về những thông tin này, thì hãy để lại các phần bình luận phía bên dưới để có thể trao đổi cùng Tiến Vlog cũng giống như tất cả quý vị khán giả đang xem kênh. Thì một lần nữa cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.